Dù đã thất bại ở đấu trường Europa League trước Sevilla, nhưng Man United cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mặt trận FA Cup sau thắng lợi trên chấm luân lưu trước Brighton. Như vậy, chúng ta sẽ có trận derby thành Manchester hứa hẹn vô cùng hấp dẫn ở chung kết cúp cô đơn. Đây là kịch bản mà bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào cũng mơ ước. Nhưng cho đến ngày 3 tháng 6, Quỷ Đỏ cần phải tập trung toàn lực vào mục tiêu giữ chắc vị trí trong top 4 ở Premier League. Đó mới chính là yếu tố quyết định thành bại của đội bóng ở cả mùa giải năm nay. 8 trận đấu còn lại trong vòng 1 tháng, với mật độ kinh hoàng từ 3 đến 4 ngày một trận, thực sự sẽ là thử thách rất lớn với thầy trò Erik ten Hag. Và hãy cùng chúng tôi nhận định về lịch thi đấu của Man United trong vòng 1 tháng tới. Như chúng ta cũng đã bàn luận rất nhiều từ năm ngoái, do mùa giải 2022-23 có sự kiện World Cup diễn ra từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12, nên lịch thi đấu ở các giải đấu dành cho cấp câu lạc bộ sẽ được siết chặt hơn, tức là gần như không có quãng nghỉ nào quá dài. Trong khi đó, xứ sở sương mù luôn nổi tiếng với việc các câu lạc bộ phải chinh chiến ở cả 3 mặt trận trong nước, và nếu góp mặt ở châu Âu thì sẽ là 4. Bắt đầu từ tháng 10, nhiều đội bóng đã phải làm quen với mật độ thi đấu trung bình từ 3 đến 4 ngày một trận. Và các cầu thủ cùng với huấn luyện viên đã nhiều lần than vãn vì điều này. Nhưng mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước và chẳng có cách nào để thay đổi cả. Có chăng chỉ là các đội bóng lựa chọn sẽ tập trung vào đấu trường nào mà thôi. Erik ten Hag bắt đầu công việc vào mùa giải kỳ lạ này và ông nhanh chóng hiểu được sự khắc nghiệt ở môi trường bóng đá Anh. Nhưng với chiến lược gia người Hà Lan, ông luôn đặt quyết tâm rất cao trong từng trận đấu, truyền tải ý chí chiến thắng đến các học trò. Để khi ra sân, toàn đội chỉ hướng về mục đích duy nhất, đó là thắng lợi. Còn lại những điều khác sẽ được xếp lại phía sau. Đó chính là lý do mà chúng ta thấy Man United luôn tiến sâu ở tất cả các giải đấu mà họ tham dự. Từ Carabao Cup, FA Cup cho đến Europa League, đoàn quân của thầy 10 đều có những chiến thắng ấn tượng. Từ đó từng bước vững chắc tiến sâu vào vòng trong. Chính những thành công này đã tạo động lực để Quỷ Đỏ thi đấu tốt hơn ở Premier League. Họ nhanh chóng rũ bỏ bộ mặt thất vọng sau 2 thất bại đầu tiên để trở lại cực kỳ mạnh mẽ và không mất nhiều thời gian để tiếp cận top 4. Dẫu có những khó khăn khi chiều sâu lực lượng không đảm bảo, nhưng với những điều chỉnh hợp lý, nhà cầm quân 53 tuổi vẫn có thể đạt được kết quả tốt mà không phải đánh đổi bất kỳ giải đấu nào. Đội chủ sân Old Trafford hoàn thành tốt giai đoạn tiền World Cup với vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, cùng với đó là lọt vào vòng loại trực tiếp Cúp C2. Sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại, các giải đấu dành cho câu lạc bộ vẫn được diễn ra với mật độ kinh hoàng. Những diễn biến bất ngờ đã xuất hiện khi tình hình chấn thương diễn ra liên tục. Man United cũng không thoát khỏi guồng quay đó khi Anthony Martial, Donny van de Beek, Diogo Dalot và Christian Eriksen thi nhau nằm sân vì những cơn đau khác nhau. Rất may là trong tình cảnh khó khăn ấy, thầy trò Erik ten Hag vẫn vượt qua được tất cả để rồi nâng cao danh hiệu Carabao Cup hồi cuối tháng 2 vừa qua, chấm dứt cơn khát danh hiệu trong suốt hơn 5 năm. Nhưng rồi điểm yếu nơi chiều sâu lực lượng cuối cùng cũng đã mang đến hậu quả xấu khi các ca chấn thương cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Những sự thay thế không mang đến hiệu quả và kết cục chính là việc bị loại khỏi đấu trường Europa League bởi Sevilla. Tưởng chừng như đây sẽ là chuỗi domino sụp đổ của Man United khi họ bước vào trận bán kết FA Cup mà chỉ có chưa đầy 3 ngày nghỉ, đồng thời nhiều trụ cột vẫn chưa lấy lại thể trạng tốt nhất do chấn thương. Nhưng một lần nữa, tinh thần chiến đấu của toàn đội lại được thể hiện đúng lúc. Quỷ Đỏ đã thi đấu chặt chẽ, sử dụng đấu pháp hợp lý để rồi bản lĩnh đánh bại Brighton trên chấm luân lưu, giành lấy tấm vé vào chung kết chạm trán với đại kình địch cùng thành phố Man City và tạo ra cặp đấu trong mơ kết thúc mùa giải ở xứ sở sương mù vào ngày 3 tháng 6 tới. Giờ đây, mọi sự tập trung sẽ đổ dồn về mặt trận Premier League, nơi đội chủ sân Old Trafford sẽ hoàn tất hành trình bảo vệ vị trí trong top 4, từ đó giành lấy tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới. Hiện tại trên bảng xếp hạng, Man United đang xếp ở vị trí thứ 4. Dù đã diễn ra 32 vòng đấu, nhưng đoàn quân của thầy 10 mới chỉ thi đấu có 30 trận và giành được 59 điểm. Bằng với Newcastle, nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Như vậy, nếu bỏ qua trận chung kết FA Cup với The Citizens, Quỷ Đỏ sẽ còn 8 trận chung kết khác ở Premier League,
quyết định đến cuộc đua top 4. Với thời gian diễn ra đúng một tháng, từ 28 tháng 4 đến 28 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Và như vậy, mật độ trung bình mà các cầu thủ phải cày ải cũng chẳng thua kém gì giai đoạn kinh hoàng vừa qua, nghĩa là từ 3 đến 4 ngày một trận. Đầu tiên sẽ là chuyến làm khách trước Tottenham vào lúc 2 giờ rạng sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4. Gà trống vẫn đang là đối thủ bám ngay phía sau Man United trên bảng xếp hạng với 6 điểm ít hơn. Tuy đang trải qua quãng thời gian bất ổn với hai thất bại liên tiếp vừa qua, nhưng họ lại đang có bùa lợi là thay tướng đổi vận khi chủ tịch Daniel Levy quyết định sa thải huấn luyện viên tạm quyền Christian Stellini và thay thế bằng Ryan Mason. Đây là điều mà đội chủ sân Old Trafford cần phải lưu tâm đến khi tinh thần của các cầu thủ sẽ tăng lên rất nhiều. Cùng với đó là chiến thuật của một nhà cầm quân mới mẻ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Nếu đánh bại được gà trống, cơ hội vào top 4 lại càng được củng cố hơn. Và đó là cơ hội để cựu thuyền trưởng Ajax xoay tua nhằm đảm bảo thể lực cho các học trò. Sau đó chưa đầy 3 ngày, vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 30 tháng 4, Quỷ Đỏ sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Aston Villa, đối thủ đã từng đánh bại họ 3-1 ở trận lượt đi. Dưới bàn tay tài ba của Unai Emery, Villa đã thi đấu cực kỳ khởi sắc. Từ chỗ là một đội đua chủ hạng, họ đã vươn tới gần nhóm dự cúp châu Âu với vị trí thứ 6, chỉ kém Spurs có 2 điểm. Ngoài ra, Aston Villa đã ghi bàn trong cả 19 trận đấu dưới thời của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Đây là chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất của một câu lạc bộ dưới thời một tân huấn luyện viên trong lịch sử Premier League. Những thành tựu nóng hổi ở đội chủ sân Villa Park càng chứng minh giá trị của Unai Emery. Khi ông đến, Villa đang đứng thứ 16, chỉ giành được 13 điểm sau 12 trận. Họ đang ngấp nghé trên bờ vực xuống hạng. 19 trận đấu sau đó, Villa đã giành được 38 điểm để vươn lên vị trí thứ 6. Rõ ràng là ông đã tìm ra chìa khóa để có được một nhóm cầu thủ chất lượng. Và đây chính là thử thách cực kỳ khó khăn cho thầy trò Erik ten Hag nếu họ muốn trả món nợ đã vay ở trận lượt đi. Tiếp đến, vào lúc 2 giờ rạng sáng thứ 6 ngày 5 tháng 5, Quỷ Đỏ sẽ có trận tái đấu với Brighton trên sân vận động Amex. Đây cũng là một thách thức không hề nhỏ dành cho đại diện thành Manchester. Chim mòng biển không chỉ muốn trả món nợ vừa vay ở bán kết FA Cup, mà họ còn đang căng mình cho mục tiêu giành tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải năm nay, đoàn quân của Roberto De Zerbi sẽ không dễ để Man United có điểm ra về. Khi tại sân đấu này cách đây một năm, Quỷ Đỏ đã nhận về thảm bại với tỷ số 4-0. Một điểm trước Brighton cũng sẽ được xem là một thành công nếu tình hình lực lượng của đội bóng vẫn chưa thể đạt được như mong muốn. Thậm chí nếu triển khai tốt thế trận như ở Wembley vừa qua, thầy 10 có thể nghĩ đến 3 điểm dành cho ông cùng với các học trò. Sau chuyến làm khách tại Amex, Man United tiếp tục hành quân đến London để làm khách của West Ham United. Câu lạc bộ đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ có 6 điểm. Búa tạ đã có một mùa giải thi đấu dưới kỳ vọng, dù họ đã tiến vào đến bán kết cúp C3 châu Âu. Chỉ nhận một thất bại trong 6 trận đấu gần nhất ở Premier League đã giúp cho thầy trò David Moyes tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, trận hòa 2-2 trước Arsenal đã cho thấy một West Ham kiên cường và cực kỳ khó chịu. Thi đấu trên sân khách sẽ là thử thách dành cho Man United, và họ cần giữ được sự tập trung trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Trở về từ sân vận động Olympic, Quỷ Đỏ sẽ có một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi tiếp đón Wolverhampton ở vòng 36 Premier League. Cũng giống như búa tạ, bầy sói vẫn đang trong cuộc chiến chủ hạng đầy khốc liệt với khoảng cách không quá xa so với nhóm cầm đèn đỏ. Đoàn quân của Julen Lopetegui đang có phong độ thiếu ổn định trong giai đoạn nước rút của mùa giải năm nay. Trong 10 trận đấu gần nhất, họ chỉ giành được đúng 3 chiến thắng và vẫn chưa thể tự định đoạt số phận của mình. Làm khách tại nhà hát của những giấc mơ ở mùa giải năm nay chưa bao giờ là điều dễ dàng, và Wolverhampton nên nghĩ đến việc có điểm ở những trận đấu khác chứ không phải là trước Man United. Tiếp đón xong bầy sói, thầy trò Erik ten Hag sẽ chạm trán Chelsea ở trận đấu bù trên sân nhà Old Trafford. Thời điểm này có thể cục diện của mùa giải đã được định đoạt, nhưng nếu cả hai đội đều dốc hết sức, rõ ràng thật khó để The Blues có thể làm nên chuyện trước đội chủ nhà. Đại diện thành London có lẽ là cần hướng sự tập trung đến mùa giải sang năm nhằm định hình lối chơi cũng như xây dựng lại bộ khung cùng với một huấn luyện viên mới. Frank Lampard cho đến hiện tại vẫn chưa có được thắng lợi nào cùng với đội bóng trong team ông,
Vì thế thật khó để nghĩ đến viễn cảnh Chelsea có thể đánh bại được Man United trên thánh địa Old Trafford. Đoàn quân của thầy 10 sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 28 tháng 5 với cuộc tiếp đón Fulham. Một trận đấu có thể không mang nhiều ý nghĩa, nhưng chiến thắng vẫn sẽ là nhiệm vụ bắt buộc để tri ân người hâm mộ trong suốt mùa giải vừa qua. Đồng thời, lên dây cót tinh thần cho trận chung kết FA Cup diễn ra sau đó một tuần. Fulham cũng đã sa sút khá nhiều sau thất bại trước Man United ở tứ kết FA Cup và nếu thi đấu đúng với phong độ, thắng lợi sẽ đến dễ dàng hơn trận đấu vào tháng 3 vừa qua. 8 trận với lịch thi đấu hành xác chẳng kém gì giai đoạn giữa mùa giải và điều quan trọng nhất với Quỷ Đỏ lúc này là giữ cho các trụ cột khỏe mạnh để luôn sẵn sàng ra sân. Nhìn chung, mấu chốt cho cuộc đua top 4 sẽ diễn ra trong vòng một tuần tới với 3 đối thủ cực kỳ khó chịu là Tottenham, Aston Villa và Brighton, những câu lạc bộ đang cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé tham dự Champions League. Nếu đạt kết quả tốt, thầy trò Erik ten Hag sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và sẽ có nhiều dự tính quan trọng cho chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.